Đây, em này mới về đây, em lúa mới về đây mà nghịch như quỷ sứ đây. Đấy mọi người nhìn xem, trời ơi nó phá kinh khủng luôn, kiểu như là nó thừa hơi ấy. Nó tăng động kinh khủng luôn. Một chiếc mèo cực khỏe, siêu khỏe, super khỏe. Nào, làm gì nữa thì làm đi. Rồi. Hello. Nó làm cho tất cả mèo nhà mình kích động lên. Xong rồi nó chạy vòng quanh. Ôi trời ơi. Ôi xong nó cắn hết cả dây nhấp nháy ra này. Đây. Mèo nhà mình cắn dây nhấp nháy này. Có một loạt dây là không còn nhấp nháy được nữa. Có một số cái đèn đây, ví dụ như cái đèn này là cùng một dây là nó không buồn nhấp nháy nữa này. Được chưa? Ôi dồi ôi, phá kinh lên được. Ôi, khỏe lắm. Đứng đây nó khều, con nọ nó khều, dồi. Đây, em này á, bình thường cũng nghịch lắm này. Nhưng mà hôm nay á, gặp phải đối thủ này, không dám thò mặt ra luôn. Đấy. Bình thường nhá, đây này, đây là anh đóm này. Đóm nghịch lắm. Em điếu là anh nó này, là con điếu này. Đấy. Điều đó bình thường chơi với nhau nghịch phá nhà luôn. Thế nhưng mà từ khi lúa về, lúa ơi, từ khi lúa về thì úi dồi ôi, điều đó không còn là gì cả. Kiểu như là điều đó chỉ là dân chơi làng, dân chơi xã thôi ấy. Còn à, còn lúa nó mới là dân chơi thành phố ấy, rồi nó chạy như một con điên luôn. Ôi. Ê, nó chạy kìa. Nói chung mèo nhà mình rất khỏe, rất nghịch, kinh khủng luôn. Phá nhà, phá cửa. Phá đến nỗi mà hôm trước còn sập cả cái nhà mèo này. Xong rồi mình còn phải sửa lại đấy. Làm một cái video sửa lại nhà mèo đấy. Các bạn cũng xem rồi đúng không? Trời ơi, thật là cân khủng. Ê, vừa đánh nhau đấy. Ây da, ây da, ây da. Con nó trẻ trâu lắm. Ăn no rồi, ngủ kỹ rồi, cả đêm ngủ rồi, xong bây giờ bắt đầu đánh nhau đấy. Ê, nó vờn nhau á. Đây này, đây là em rẻ này, đây là rẻ nhá. Còn đây là Yến này, Yến này. Đấy, thấy điềm đạm không? Điềm đạm, Yến điềm đạm lắm. Đấy, yếu đóm á. Kia xa xa kia là Kinh Bi này. Đấy, người đàn ông của gia đình, chuyên gia ngồi trên đỉnh cao nhất, dõi theo mọi người. Còn đây là đang papa, nhìn thấy mỗi cái đầu. Đấy. Bạn nào mà ưng bé nào thì comment phía dưới cho chúng mình nhá. Video đến đây là tạm kết thúc. Hẹn các bạn ở video sau nhé.